Chúng ta cùng nhắm mắt cúi đầu hướng lòng về Chúa. Khi lạy Cha, chúng con cảm tạ ơn Ngài đến được buổi sáng hôm nay chúng con được thờ phượng cùng với nhau. Và ở đây chúng con lắng nghe tiếng của Chúa, xin Chúa ngài phán bảo chúng con qua lời của Ngài sức dầu trên môi miệng của con. Chúa sẽ là Chúa. Chúa sức dầu trên tất cả những người đang nghe trực tiếp cũng như những người đang nghe online. Cảm ơn Cha và chúng con được ký cầu nguyện. Chúng con buổi sáng hôm nay tôi cùng học với ông bà anh trẻ em về việc nói tiếng lạ và ơn thông lại tiếng lạ được đề cập vào trong Kinh Thánh. Chúng ta xem lời Chúa trong sách Mác đoạn 16 câu số 17. Chúng ta cùng nhìn lên màn hình và cùng nhau chúng ta cầu nguyện. Hôm nay cũng khởi sự. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng người mà nói. Đây là một trích trong một phần trong cả những lời Chúa Giêsu nói về phía sau nữa. Nhưng mà vì là hôm nay thì chúng ta chỉ nhấn mạnh tới một điều thôi, đó là việc cầu nguyện tiếng lạ, nói tiếng lạ và thuận lợi tiếng lạ. Cho nên là tôi chỉ trích dẫn đầu như thế thôi. Đây là lời chính Đức Chúa Giêsu nói với tất cả những người tin nhận Ngài. Đó là tất cả những người tin nhận Chúa sẽ được dùng tiếng mới mà nói. Tiếng mới hay là tiếng lạ là ngôn ngữ mà Chúa ban cho một cách siêu nhiên. Không phải là ngôn ngữ chúng ta học, cũng không phải là ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Đó là ngôn ngữ có thể là một quốc gia nào đó, một dân tộc nào đó trên thế giới. Và đó cũng có thể là ngôn ngữ của thiên sứ. Thì Chúa ban cho chúng ta cái tiếng lạ hay cái ngôn ngữ lạ này để làm cái gì? Để chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa là điều đầu tiên. Việc đầu tiên là để chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa. Vì khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng mẹ đẻ thì chúng ta đều cầu nguyện rất là có giới hạn. Chúng ta không thể diễn đạt được hết tất cả những suy nghĩ ở trong lòng của chúng ta. Và thậm chí là chúng ta có nhiều nhu cầu mà mình không biết rằng là mình đang có nhu cầu đó. Ví dụ như là cơ thể của chúng ta đang có một cái bệnh tiềm ẩn mà mình không biết là trong người mình đang có bệnh tiềm ẩn. Thì khi mà chúng ta cầu nguyện trong tiếng mẹ đẻ thì chúng ta không bao giờ cầu nguyện được điều đó. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới thì có khi cái nội dung của cái lời cầu nguyện trong tiếng mới đó lại là đang cầu nguyện cho một cái bệnh tiềm ẩn mà bản thân chúng ta khi cầu nguyện trong tiếng lạ chúng ta không nhận thức được. Thế thì ngôn ngữ đó là ngôn ngữ từ nơi Đức Thánh Linh ban cho tất cả những người nào tin nhận Ngài. Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh là đấng dò xét mọi sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngài biết tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Và Ngài cũng biết tất cả những gì thuộc về trong chúng ta. Và Ngài sử dụng môi miệng của chúng ta để cầu nguyện cho những nhu cầu của chúng ta hoặc là nhu cầu của người khác. Trong sách Giu-đe đoạn 1 câu số 20, chúng ta cùng xem và cùng nhau chúng đọc câu Kinh Thánh này. Nhưng phần anh chị em hãy gây dựng lẫn nhau trong đức tin rất thánh, cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Sứ đồ Giu-đe nói với hội thánh rằng anh chị em phải gây dựng lẫn nhau trong đức tin rất thánh. Và thế nào là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh? Ở đây lời Chúa nói chúng ta phải cầu nguyện trong Thánh Linh. Thế nào là cầu nguyện trong Thánh Linh? Thì khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng mẹ đẻ, có phải là chúng ta đang cầu nguyện trong Thánh Linh không? Không.
Cầu nguyện trong Thánh Linh là cầu nguyện bằng ngôn ngữ của Đức Thánh Linh. Đó là ngôn ngữ tiếng mới mà Chúa ban cho mỗi chúng ta. Vì đó là ngôn ngữ Chúa sử dụng để kết nối chúng ta với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xưng ra, khi chúng ta phát ra từ môi miệng của chúng ta, thì Thánh Linh của Chúa với cái sự toàn tri của Ngài bày tỏ cái sự toàn tri đó qua cái ngôn ngữ mà chúng ta đang diễn đạt bằng tiếng lạ đó. Trong Roma đoạn 8 câu số 26 thì lời Chúa nói như sau: cũng một lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết điều mình cần phải cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu thay cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng là chúng ta không biết mình nên cầu nguyện cho điều gì, nhưng Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được để cầu thay cho chúng ta. Như vậy là Đức Thánh Linh sử dụng môi miệng của chúng ta để cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời. Cho nên là chúng ta kết hợp những câu Kinh Thánh này lại với nhau, chúng ta nhận biết một điều rằng là ngôn ngữ tiếng lạ là ngôn ngữ mà Thánh Linh của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta giao tiếp, chúng ta cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời. Nó không nhất thiết là một tiếng nào đó mà chúng ta có thể biết. Có thể lúc này thì chúng ta cầu nguyện tiếng Hờ Mông, lúc sau thì chúng ta lại cầu nguyện của tiếng Hơ Rê, lúc sau thì chúng ta lại cầu nguyện của một tiếng, dùng một cái ngôn ngữ nào đó của của Myanmar, hoặc một lúc sau đó chúng ta lại nói một ngôn ngữ của thiên sứ. Cái điều đó không phụ thuộc vào mỗi chúng ta, mà phụ thuộc vào Đức Thánh Linh, Ngài phân phối, Ngài ban cho, Ngài điều khiển, và chúng ta chỉ là công cụ ở trong tay của Chúa để phát ra cái âm thanh đó. Chúng ta hãy nghe cái bài giảng của mục sư Ngô Vinh Hòa. Và ông có làm chứng là một lần kia, khi mà ông đang ở nhà cầu nguyện tiếng lạ, thì nhà ông có một vị khách người Malaysia. Thì khi mà đang cầu nguyện tiếng lạ như vậy á, thì cái ông khách Malaysia sau khi cầu nguyện xong á, thì ông nói là thế mục sư học tiếng Malay từ bao giờ mà mục sư nói tiếng Malay hay vậy? Nói tiếng Malay mà nói tiếng chuẩn nhất của Malaysia. Và ông sư hoàng bảo không, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ học tiếng Malay cả. Là có thể lúc đấy mình nói tiếng Malay nhưng mà lúc sau mình lại nói một ngôn ngữ khác. Cái đấy là tùy thuộc vào Đức Thánh Linh. Giờ chúng ta đã xem điều gì xảy ra trong sách Công Vụ đoạn 2. Vào ngày lễ ngũ tuần, khi các môn đồ nhóm nhau lại ở tại phòng cao, Đức Thánh Linh đã giáng xuống, và có chuyện gì xảy ra? Xem sách Công Vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu số 12. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm nhau lại tại một chỗ, thì thình lình có tiếng từ trên trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy nhà các môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời ra. Không phải là lưỡi của họ tách ra khỏi mồm. Và đây Kinh Thánh dùng hình ảnh là thấy lưỡi rời ra từng cái một, như là muốn nói rằng là họ không còn kiểm soát được môi lưỡi của mình nữa. Thấy như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu ở trên mỗi người trong bọn mình. Chúng ta xem tiếp. Không điều chỉnh được. Rồi. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy nhỉ? Khi đầy dẫy Đức Thánh Linh thì sẽ phải có biểu hiện của sự đầy dẫy. Quý vị vào mùa đông thì quý vị sẽ thấy, khi bắt đầu vào mùa đông của miền Bắc ấy, là chúng ta biết ngay da của chúng ta bắt đầu khô lại. Nhiều người thì môi bắt đầu nứt nẻ ra. Đó là cái biểu hiện của khí hậu khô, hanh khô. Nhưng mà hết mùa đông
và mùa khác thì cơ thể chúng ta lại trở lại bình thường. Tức là cái độ ẩm nó cao hơn thì cơ thể của chúng ta không còn bị tình trạng đó nữa. Cho nên khi mà đầy dẫy Đức Thánh Linh thì cũng sẽ có biểu hiện của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vậy chúng ta hãy nhìn trong Kinh Thánh, biểu hiện của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì? Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Không phải là họ chọn lựa để nói tiếng Malai hay là nói tiếng Hờ Mông hay nói tiếng Hơ-rê, mà Đức Thánh Linh ban cho họ nói các ngôn ngữ khác nhau. Bây giờ có người Giu-đa, kẻ bộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Vào ngày lễ Ngũ Tuần thì người do Giu-đa, người Do Thái tản mạn ở khắp nơi trên thế giới tụ họp trở lại quê hương của mình. Thì những người đấy là những người sống ở đất nước nào, ở khu vực nào thì họ nói hai ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ là tiếng Giu-đa, và giữ tôn giáo của họ là tôn giáo của người Giu-đa thờ lạy Đức Giê-hô-va. Và đồng thời thì họ biết nói tiếng địa phương nữa, cũng giống như người Việt Nam sinh sống ở Lào hay Campuchia, đến ngày lễ Tết thì họ về quê thì họ vừa nói được tiếng mẹ đẻ và vừa nói được tiếng Lào hay tiếng Campuchia. Nhưng mà chúng ta xem này, lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ rằng hết thảy những người đó há chẳng phải là người Galilee hay sao? Vậy thì tại sao chúng tôi nghe ai đấy nói tiếng riêng xứ của chúng ta sanh đẻ? Nào người Parthe, người Medi, người Elamit, kẻ tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông Asi, Phrygi, Pamphili, Egypto, đất Libya gần Siren, kẻ đến từ Roma và cả người Juda hoặc người mới theo đạo Juda, người Cơrét và người Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng của chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói nhau rằng việc này nghĩa làm sao. Vậy chúng ta thấy là những người Do Thái sống ở tại Ai Cập rồi sống ở khắp nơi, bắt đầu họ về họ nghe thấy, ồ, mình sinh ra ở Ai Cập, mình là người Do Thái sinh ra tại Ai Cập. Mà bây giờ tại sao một cái nhóm người Galilee này chưa bao giờ học tiếng Ai Cập mà lại nói được tiếng Ai Cập? À, một nhóm người Galilee này chưa hề học những tiếng Phrygi mà tại sao nói được tiếng Phrygi? Họ lấy làm lạ quá. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì luôn luôn có sự biểu hiện của nó. Và cái biểu hiện đó nó không phải là biểu hiện ở bên trong lòng. Có một số người tin rằng khi đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ sống yêu thương hơn, vui mừng hơn, nhịn nhục hơn, nhân từ hơn. Đó chỉ là một phần rất nhỏ của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh thôi. Trong Galati đoạn 5 câu số 22 thì gọi đó là bông trái của Đức Thánh Linh. Khi một người tin nhận Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh bước vào trong người đó thì tự nhiên cái bông trái đấy sẽ sản sinh ra trong đời sống người đó. Kinh Thánh không dùng bông trái của Thánh Linh để đồng hóa với việc đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đương nhiên khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, Thánh Linh ở trong chúng ta sẽ sản sinh ra chín bông trái Thánh Linh. Nhưng mà khi Kinh Thánh nói đến việc đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta sẽ thấy luôn luôn có những cái phép lạ xảy ra. Khi đã nói đến đầy dẫy, cụm từ đầy dẫy Đức Thánh Linh ấy, thì luôn luôn có cái sự biểu hiện của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và trong đây chúng ta thấy rằng cái biểu hiện đó là gì? Các môn đồ bắt đầu nói tiếng lạ và nói tiếng chi. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 câu 1 đến câu 4 chúng ta cùng xem lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói như sau: hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ không phải nói với con người mà nói với Đức Chúa Trời, vậy chẳng có ai hiểu ngôn ngữ ấy, vì trong tâm thần mà người kia nói mầu nhiệm. Còn người nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và an ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, xong kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Câu số 5: tôi ước ao tất cả anh em đều nói tiếng lạ, xong tôi còn ước ao hơn nữa là tất cả anh em đều
nói tiên tri. Anh chị em chúng ta xin kiểm tra tất cả điện thoại của mình. Không được phép, tôi xin dùng từ là không được phép sử dụng điện thoại ở trong giờ thờ phượng Chúa. Chúng ta làm như thế là thiếu tôn trọng Chúa và thiếu tôn trọng mục sư là người đang đứng để giảng. Tất cả điện thoại không được phép sử dụng ở trong giờ thờ phượng. Nếu mà chúng ta cảm thấy rằng không thể tắt được, không thể không nghe điện thoại, xin mời đừng đến hội thánh nữa. Khi tôi đang giảng mà điện thoại rung như vậy là tôi bị phân tán và quên hết những gì tôi cần phải nói. Nếu như Chúa không đáng tôn trọng bằng cuộc gọi của chúng ta thì chúng ta đừng đến đây làm gì. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi ước ao tất cả anh chị em đều nói tiếng lạ, và tôi cũng ước ao tất cả anh chị em đều nói tiên tri. Câu số 1 ông nói rằng hãy nôn nà tìm kiếm tình yêu thương và hãy ước ao sự ban cho thiên nhiên, hay nói cách khác là các ân tứ. Khi sứ đồ Phaolô nói rằng hãy ước ao và tìm kiếm thì điều đó có nghĩa rằng ông muốn nói rằng là nếu chúng ta tìm thì chúng ta sẽ gặp được. Nếu mà Kinh Thánh bảo chúng ta tìm ấy mà không gặp được thì Kinh Thánh bảo chúng ta tìm làm gì? Anh chị em có tưởng tượng được không? Chúa không bảo chúng ta cầu xin cho một điều mà Chúa không ban cho. Chúa không bảo chúng ta tìm một điều mà không thể gặp được. Có phải không ạ? Khi Kinh Thánh nói rằng hãy ước ao, hãy tìm kiếm những sự ban cho thiêng liêng, điều đó có nghĩa rằng Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta. Khi Phaolô nói rằng là tôi ước ao tất cả anh em đều nói tiếng lạ và ước ao tất cả anh em đều nói tiên tri, điều đó có nghĩa rằng là tất cả chúng ta đều có thể nhận được sự việc nói tiếng lạ và được nói tiên tri. Amen. Hallelujah. Vì lời của Chúa nói rằng là Ngài muốn chúng ta nhận lãnh các ân tứ đó. Vì các ân tứ đó để làm gì? Phaolô nói là người nói tiếng lạ thì gây dựng cho bản thân, mà người nói tiên tri thì gây dựng cho hội thánh. Như vậy khi chúng ta nói tiếng lạ, chúng ta gây dựng cho con người của chúng ta. Bây giờ mọi người cứ thử suy nghĩ xem, chúng ta chưa nói đến việc nói tiếng lạ nhé. Ngày Chủ nhật khi chúng ta đến hội thánh, đến nhà thờ, có phải tự nhiên chúng ta thấy rằng là mình cảm thấy mình ít cám dỗ hơn không? Tự nhiên mình thấy mình xu hướng về cái điều tội lỗi ít hơn những cái ngày khác trong tuần. Đấy là tôi đang nói chưa nói đến việc cầu nguyện tiếng lạ, mà chỉ cần chúng ta nghĩ đến việc đi đến nhà thờ thì tự nhiên là tâm của chúng ta không nghĩ đến điều xấu nhiều nữa. Đấy. Huống chi như chúng ta cầu nguyện tiếng lạ liên tục. Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, chúng ta liên thông đối với Chúa, thì tâm linh của chúng ta sẽ nhận được sức mạnh từ nơi Chúa rất là lớn. Thì cái sức mạnh về tội lỗi nó không có khả năng để kiểm soát chúng ta nữa. Khi chúng ta kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời bằng việc cầu nguyện tiếng lạ thì tâm linh của chúng ta sẽ được gây dựng. Khi tâm linh chúng ta được gây dựng thì thân thể của chúng ta cũng sẽ được mạnh mẽ theo. Tôi có xem một cái clip trên mạng, người ta nghiên cứu về khoa học ấy, là những người nói tiếng lạ nhiều hơn ấy, thì sức khỏe người đó khỏe mạnh hơn những người không nói tiếng lạ. Đó là nghiên cứu khoa học ấy. Chứ tôi không nói, chưa nói về tâm linh. Khoa học người ta nghiên cứu là cả về não bộ đến về thân thể. Và ta thấy là người ta nghiên cứu đây là khi một người tập trung vào Chúa nói tiếng lạ thì cái tâm thái người ta rất là ở trong trạng thái thư giãn, mà ở trong một cái hưng phấn, một cái độ hưng phấn rất là cao. Và lúc đó thì nó sản sinh ra rất là nhiều những cái chất hóa học tốt để gây dựng cái hệ thống ở trong cái cơ thể của chúng ta và tạo chúng ta một cái sức đề kháng rất là tốt. Đó là khoa học người ta còn nghiên cứu, người ta còn nói được như vậy. Còn lời của Chúa, sứ đồ Phaolô đã nhân danh Chúa để nói rằng là khi anh em nói tiếng lạ là anh em đang gây dựng chính mình. Cho nên lời Chúa sứ đồ Phaolô nói là hãy cầu nguyện không thôi, cầu nguyện không ngừng nghỉ. Làm thế nào để chúng ta có thể cầu nguyện không thôi khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ?
Chúng ta không thể cầu nguyện liên tục bằng tiếng mẹ đẻ hết. Vì chúng ta cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ 2-3 câu là chúng ta không biết nói cái gì. Nhưng chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ, chúng ta ở trên giường chúng ta có thể cầu nguyện, chúng ta nấu ăn chúng ta có thể cầu nguyện, đang đi xe chúng ta có thể cầu nguyện, và thậm chí mình không biết là mình lên cầu nguyện cho điều gì thì miệng của chúng ta vẫn có thể phát ra để cầu nguyện. Thì Thánh Linh của Chúa sử dụng ngôn ngữ môi miệng của chúng ta để cầu nguyện cho một điều khác hoặc một người khác. Rất là kỳ diệu. Khi một người nói tiếng lạ thì Thánh Linh của Chúa sử dụng môi miệng của người đó để cầu nguyện cho một nhu cầu hay một vấn đề nào đó. Có một số người nói rằng là không phải là ơn cứu tiếng lạ ban cho tất cả mọi người, cho nên chúng ta không cần nhất thiết mọi người phải cầu nguyện tiếng lạ. Sứ đồ Phaolô nói rằng là tôi ước ao tất cả anh chị em đều nói tiếng lạ mà, chứ không phải là chỉ dành cho một số người. Tôi ước ao tất cả anh chị em nói tiếng lạ. Và nếu sứ đồ Phaolô nói tôi ước ao, điều đó có nghĩa rằng là chúng ta có thể nhận lãnh được. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 câu số 18: tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em. Phaolô nói tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em. Cho nên có một số người bảo là không cần thiết phải nói tiếng lạ, thì anh cứ nói tiếng lạ thì anh cứ nói, còn tôi thì không cần thiết vì Chúa ban cho mỗi người một ân tứ. Nhưng mà Phaolô nói rằng là tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Cho nên người nào mà muốn học tập Phaolô thì phải nói tiếng lạ, đúng không? Trong Cô-rinh-tô thứ nhất 11 câu 1 ông nói là hãy bắt chước tôi, bắt chước tôi vì chính mình tôi bắt chước Chúa Giê-xu Christ. Cho nên nếu mà chúng ta muốn bắt chước Phaolô, chúng ta phải là người được cầu nguyện tiếng lạ. Không một, đây là kinh nghiệm và là quan sát cá nhân của tôi, không một người nào vận hành trong quyền phép mà không cầu nguyện tiếng lạ. Đây là quan sát từ cá nhân thực tế của tôi. Tôi thấy không một người nào vận hành trong phép lạ mà không cầu nguyện tiếng lạ. Ai nói cách khác là nếu anh không tin vào tiếng lạ, anh không vận hành trong tiếng lạ thì các phép lạ khác cũng sẽ không cặp theo, hoặc nếu có nó chỉ ở một mức độ cực kỳ là nhỏ nhoi và giới hạn. Không một đầy tớ Chúa nào được ơn vận hành trong các phép lạ chữa lành, đuổi quỷ, giải cứu mà không vận hành trong tiếng lạ. Vì tiếng lạ là công cụ trong tay của Chúa để khai phóng những điều thuộc về thiên đàng và để bẻ gãy mọi xiềng xích của ma quỷ. Và đó là ngôn ngữ để chúng ta giao tiếp cùng với Chúa và giao tiếp trong một cách không giới hạn. Tôi đã kể cho hội thánh nghe một câu chuyện của người bạn tôi ở Singapore. Chỉ khoảng thời gian hơn một tháng trước đây tôi gọi điện cho anh ấy và hỏi thăm, anh kể lại cho tôi một cái câu chuyện rất là ấn tượng. Con gái của anh ấy làm việc ở trong công ty thì cái người sếp ấy cứ thường hay la mắng, và la mắng nhiều quá cô này cô không chịu được. Một lần cô chạy ra ngoài làng, cô ấy khóc, cô gọi điện về cho bố và bố ơi con chịu không được, cô người lãnh đạo con, người sếp con cứ la mắng con hoài. Quý vị biết ông bố làm gì không ạ? Ông bố không bảo thế, để bố lên bố cho nó một trận. Ông bố bắt đầu con đứng đấy bật loa lên cầu nguyện tiếng lạ cùng với con, cứ cầu nguyện tiếng lạ dầm thế đó. Quý vị không? Cầu nguyện tiếng lạ, cầu nguyện xong rồi cô này cứ yên tâm, thái bố trở lại bình thường hết. Con giận dữ chẳng còn giận dữ với mình, rất là bình thường đối với cái cô là sếp của mình luôn. Đó là quyền năng của lời cầu nguyện tiếng lạ đấy. Đấy không phải là chiến đấu bằng xác thịt. Nếu mà chiến đấu bằng xác thịt, ông bố sẽ đến bên con và thế thôi. Một là để bố ra bố bắn cho cái cô kiềm trận, hai là con nghỉ làm, con đi chỗ khác. Như thế là chúng ta thua rồi. Nhưng mà chiến trận bằng trong linh là khác. Cầu nguyện tiếng lạ là con gái của mình thay đổi. Khi con gái của mình thay đổi, con gái của mình này lại rất là tử tế, ăn nói rất là nhẹ nhàng đối với người la mắng mình. Vì biết không, sau một thời gian thì cái cô sếp kia cô ấy bảo là tôi đã gặp rất nhiều người theo đạo nhưng mà chưa có người nào theo đạo mà giống như em đâu, cho nên tôi muốn đi nhà thờ cùng với em.
Đấy, quyền năng của việc cầu nguyện tiếng lạ là như vậy. Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, chúng ta gây dựng bản thân mình. Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ là chúng ta thay đổi bản thân của chúng ta và thay đổi môi trường xung quanh. Còn nếu mà chúng ta muốn chiến đấu bằng xác thịt, chiến đấu bằng cách của con người, chúng ta sẽ bị thất bại. Vì Chúa biết được nhu cầu và Chúa biết được giải pháp để giải quyết các nhu cầu và các vấn đề. Rồi một ngày khác thì con gái của cái cô này bị quỷ ám. Cháu nó còn nhỏ, nó ngủ ở trong phòng, nó toàn nhìn thấy bóng người ở trong phòng, nó sợ hãi quá, nó bị ám ảnh và bắt đầu nó nói nhảm. Thì cô này cô mới gọi điện đến cho ông bố của cái cô nhân viên kia để nhờ cầu nguyện. Và ông bố kinh hãi, sợ cầu nguyện tiếng Việt để nó hiểu cũng không vấn đề gì, mà nó không hiểu cũng vấn đề gì hết, mà không quan trọng nó hiểu hay không quan hay là nó không hiểu, cái quan trọng là chúng ta có cầu nguyện hay không. Khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ sức dầu cho cái âm thanh đó để giống như là mũi tên, giống như là viên đạn để bắn thẳng vào đầu của nó. Trong những năm gần đây thì tôi phát hiện ra thêm một điều mà tôi chưa hề phát hiện ra trước đó. Đó là ngôn ngữ tiếng lạ thì lại rất là hiệu quả trong việc cầu nguyện đuổi quỷ. Và tôi phát hiện ra điều này bởi vì là khi một lần kia khi tôi cầu nguyện đuổi quỷ thì thánh linh của Chúa, cái người này là tà linh, nó vào từ các âm thanh, nó vào trong ai từ các âm thanh, bằng các âm thanh không tin kính. Và khi mà tôi cầu nguyện thì tôi dí thẳng vào mồm, dí thẳng mồm tôi vào tai người đó và bắt đầu tôi nói những lạ. Quý vị biết đâu, nói đến đâu là cứ rung đùng đến đấy. Và bắt đầu cầm tay che lại. Thế là một lần kinh nghiệm. Thế là lần sau tôi cầu nguyện mà tôi lại đẩy. Tất nhiên không phải lần nào chúng ta cũng làm giống như lần nào, bởi vì chúng ta phải làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Không phải là con quỷ nào nó cũng giống như con quỷ nào đâu. Thế là một lần khác là tôi cũng cầu nguyện, tôi cũng chỉ thẳng vào tai mà tôi nói. Chỉ cần bị khum sai. Vì cái đâu là hét nữa, vì nó bịt tai lại, nó sợ hãi. Tôi hiểu rằng điều là bản thân mình thì chưa hiểu được cái ngôn ngữ mình phát âm ra nó nghĩa là gì. Nhưng mà ma quỷ thì nó lại hiểu được cái ngôn ngữ đó. Và cái ngôn ngữ đấy khi mà được nói ra đó, dưới sự sức dầu của Đức Thánh Linh, trong danh của Đức Chúa Giêsu ấy, thì nó không khác gì một quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Làm tan lạc đi, làm bất đất đi tất cả những cái dây xích của ma quỷ. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, nó là một cái quyền năng rất lớn, một cái sức mạnh rất lớn mà Chúa ban cho chúng ta. Thế mà chúng ta nói là tôi không cần phải tiếng lạ, cầu nguyện tiếng mẹ đẻ thì tôi cũng chỉ nhu cầu của tôi chỉ cầu nguyện 2-3 câu trước bữa cơm. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa ban cho con đồ ăn hàng ngày, xin Chúa thánh hóa của là sức khỏe con này. Trước khi đi ngủ thì cầu nguyện lạy Chúa ban cho con một giấc ngủ an lành. Sáng dậy xin Chúa gìn giữ con, nhu cầu của tôi chỉ ngày cầu nguyện 3 lần. Cho nên tiếng lạ cũng không cần thiết. Thì nếu như chúng ta chỉ có nhu cầu ngày cầu nguyện 2 bữa cơm, phải không? Cùng với bữa sáng, buổi tối là 4 lần, phải không? Ai mà thỉnh thoảng ăn thì cầu nguyện thêm lần nữa. Và đến nhà thờ cầu nguyện đó thì, thế nếu mà chỉ có nhu cầu cầu nguyện từng đấy thôi thì giờ khác ma quỷ nó đến nó tấn công thì Chúa bảo thế thì cũng thôi, con tự dùng sức của mình mà chống nhá. Vì con chỉ có cần ta vào trong 3 giờ, con chỉ cần ta buổi sáng, cần ta buổi tối, cần ta 2 bữa cơm thôi mà. Bây giờ khác ma quỷ tấn công thì con tự con lo đi. Tôi tin Chúa năm 1992 ở một hội thánh truyền thông. Tôi chưa bao giờ được nghe để bắt tem thánh linh hay nói tiếng lạ hay đuổi quỷ hay chữa bệnh, không thể biết những cái chuyện như thế cả. Đến năm 1997 thì một cái cơ duyên mà Chúa sắp đặt
một người bạn tôi đưa đến một hội thánh cư giả, và lúc đó thì tôi được học về những điều mà tôi chưa bao giờ nghe. Kinh nghiệm đầu tiên của tôi là tôi đứng ở lại đó, tôi cầu nguyện, và khi tôi vừa được đặt tay ra và tôi miệng tôi phát ra một ngôn ngữ, mà cái ngôn ngữ này ngôn ngữ tôi chưa bao giờ được nghe. Tôi không hiểu tại sao tôi nói, mà nói liên mồm, nói không kiểm soát được. Tôi cứ đứng lên tôi nói say sưa. Không phải chỉ dừng lại đó, từ đó trở đi, từ đó trở đi tôi đọc Kinh Thánh cho khác, đọc Kinh Thánh, đọc lần đầu Chúa mở mắt mình để hiểu Kinh Thánh đến đó. Và tôi không còn nhìn Kinh Thánh như một quyển sách tôn giáo mà ngày trước mình phải đọc, mà không đọc thì mình cảm thấy áy náy vì mình được dạy rằng theo đạo thì phải đọc Kinh Thánh, phải cầu nguyện. Mình biết không, tôi say mê Kinh Thánh. Cái thời kỳ đó, thời kỳ tôi đang đi ôn thi đại học, mà tôi đến những cái trung tâm ôn luyện, mà tôi còn mang các sách Cơ Đốc đi, tôi tranh thủ tôi đọc. Sao mình say mê những cái điều thuộc linh không? Và khi đọc đến đâu thì bắt đầu mở mắt, nó càng mở ra đến đó và say mê. Nó có hôm tôi, mọi người nhà đi vắng hết, tôi đóng hết cửa lại, bật đài lên, bật những cái bản nhạc thờ phượng lên, và bắt đầu mình dìm mình la hét một mình ở trong phòng. Ngôn ngữ tiếng lạ là ngôn ngữ giúp cho chúng dẫn chúng ta vào sâu trong chiều kích tâm linh, và dẫn chúng ta đến mối quan hệ thân mật đối với Thánh Linh và đối với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên này, Chúa ban cho chúng ta điều đó có nghĩa là nó cần thiết, mà dưới người bảo không cần thiết, tiếng lạ cũng được, mà không tiếng lạ thì cũng thế. Chúa có bao giờ ban cho chúng ta một cái gì mà Chúa thấy không cần thiết đâu. Nếu mà Chúa không cần thiết thì Chúa ban cho chúng ta làm cái gì? Trong sách Cô-rinh-tô thì có nói đến 9 ân tứ Thánh Linh, 9 quà tặng Thánh Linh. Những ân tứ liên quan đến lời nói gồm những ân tứ sau: nói tiếng lạ, thông giảng tiếng lạ và nói tiên tri. Paulo nói rằng tôi ước ao tất cả anh em đều nói tiếng lạ, và cũng ước ao tất cả anh em đều nói tiên tri. Và ông còn nói thêm rằng người nào đã được nói tiếng lạ hãy cầu nguyện cho ơn thông giải. Rồi có ân tứ gì nữa? Đuổi quỷ, chữa bệnh, làm phép lạ. Có ân tứ nói lời khôn ngoan, lời trí thức và ân tứ đức tin. Đó là những ân tứ siêu nhân Chúa ban cho hội thánh. Khi Chúa ban cho hội thánh mà chúng ta lại nói là không cần, thế thì Chúa sai rồi. Chúa lại ban cho một cái mà mình không cần thiết dùng đến thì chứng tỏ là Chúa sai. Chúa thừa chứ không phải là con thừa. Không, Chúa ban cho hội thánh điều đó mà hội thánh cần những điều đó. Chúa ban cho chúng ta ân tứ nói tiếng lạ, điều đó có nghĩa rằng hội thánh cần phải được nhận lãnh ân tứ tiếng lạ, mặc dù chúng ta chưa hiểu hết được tại sao nó lại như thế. Thế thì biểu hiện của việc bắt tem Thánh Linh là gì? Trong sách Công Vụ chúng ta vừa xem đoạn 2 ấy, đó là khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì họ đều nói tiếng lạ và các ngôn ngữ khác nhau. Và sau đó quý vị biết không, lần đầu tiên trong lịch sử của Israel, Phêrô đứng lên giảng đạo và 3 người tin nhận Chúa trong một bài giảng. Sau đó Phêrô răng và các sứ đồ đi vào trong đền thờ, ngay lập tức gặp người què ngồi ở tại trước cửa đền, và ông nhân danh Chúa Giêsu kéo người đấy đứng dậy và phục đi. Và phép lạ từ đó cứ xảy ra liên tiếp. Cho nên là cầu nguyện tiếng lạ được bắt nhân Thánh Linh là một sự khởi đầu của một loạt các phép lạ cặp theo hết. Chúng ta muốn kinh nghiệm các phép lạ của Chúa, chúng ta phải được đổ đầy Thánh Linh của Chúa, phải được bắp tem trong Thánh Linh của Ngài. Được bắp tem bằng nước có nghĩa là chúng ta được dìm mình trong nước. Được bắp tem Thánh Linh là chúng ta được dìm mình trong Thánh Linh. Được bắp tem bằng nước thì chúng ta ướt từ đầu đến chân. Được bắp tem Thánh Linh là chúng ta biểu hiện bằng những cái kết quả của Thánh Linh, là quyền phép nói tiếng lạ, nói tiên tri, và các điều siêu nhiên sẽ xảy ra trong qua đời sống của chúng ta. Amen, hallelujah. Trong Công Vụ đoạn 8 câu 17-20 chúng ta cùng xem. Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên các môn đồ thì đều nhận lấy Đức Thánh Linh. Bây giờ tôi hỏi quý vị, làm thế nào để mọi người biết rằng đặt tay nhận lãnh Đức Thánh Linh? Chúng ta có thể nhìn thấy không? Liệu tôi đặt tay như quý vị Thánh Linh đến, quý vị có nhìn thấy không?
Quý vị không nhìn thấy là tôi cũng không nhìn thấy, chẳng ai nhìn thấy Đức Thánh Linh đến cho một người hết. Nhưng mà đây nói rằng là khi mà họ đặt tay thì Đức Thánh Linh nhìn, Đức Thánh Linh đến trên họ. Thế làm thế nào mà người ta biết được Đức Thánh Linh đến trên những người được đặt tay? Chúng ta xem câu 18. Simon. Simon là ai? Simon là một thầy phù thủy. Thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có sự ban cho Đức Thánh Linh, bèn lấy bạc vàng và dâng cho và nói rằng: cũng ngay cho tôi quyền phép đấy, để khi tôi đặt tay trên ai thì người đấy được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Phi-e-rơ trả lời rằng: tiền bạc của người hư mất vinh ngươi, vì người tưởng lấy tiền bạc mà mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời hay sao? Làm sao mà ông Simon là một thầy phù thủy biết được là Đức Thánh Linh đến trên những người môn đồ? Làm sao biết được? Vì Đức Thánh Linh vô hình, chẳng ai nhìn thấy. Thế thì chúng ta biết một điều là khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì có biểu hiện của việc Đức Thánh Linh. Biểu hiện của nó là gì? Các môn đồ bắt đầu nói tiếng lạ, bắt đầu nói tiên tri và phép lạ bắt đầu xảy ra. Thì Simon nhìn thấy điều đó, biết là Đức Thánh Linh giáng xuống. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì có phép lạ, có những cái điều kỳ diệu đã xảy ra. Cho nên ông mới đưa vàng bạc cho Phi-e-rơ và cho tôi cái điều đó đi. Cho nên khi chúng ta nói là một người được bắt đem Thánh Linh mà không có biểu hiện gì ấy, siêu nhiên ấy, đó không phải là bắt đem Thánh Linh. Khi một người được bắt đem Thánh Linh phải có biểu hiện của việc bắt đem Thánh Linh, là việc nói tiếng lạ và các cái biểu hiện siêu nhiên khác như là nói tiên tri hoặc là cầu nguyện chữa lành gì đó. Không thể nào được bắt đem Thánh Linh mà vẫn như bình thường. Không phải. Chúng ta không nhầm lẫn ân tứ Thánh Linh với bông trái Thánh Linh. Bông trái Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn tục, nhân từ, hiền lành, trung tín, bền bỉ, nhiệt độ. Xin thưa các bạn chị em là nhiều người không theo Chúa Giêsu ấy, họ còn có 9 ân tứ Thánh Linh hơn cả những người theo đạo. Họ rèn luyện con người của họ, họ còn nhịn nhục tốt hơn những người theo đạo. Họ còn yêu thương tốt hơn những người theo đạo đấy. Họ còn nhân từ hơn cả nhiều người theo đạo đấy. Cho nên 9 ân tứ Thánh Linh là điều kết quả tự nhiên của một người khi tin Chúa Giêsu sẽ sản sinh ra. Nhưng mà đó không phải là cái dấu hiệu để chúng ta biết rằng đó là người đầy dẫy Thánh Linh. Đầy dẫy Thánh Linh trong Kinh Thánh luôn luôn bao gồm cái việc nói tiếng lạ, nói tiên tri và các phép lạ cặp theo. Cho nên ngôn ngữ trong Kinh Thánh chúng ta phải hiểu. Ngôn ngữ là khi Kinh Thánh nói đầy dẫy Thánh Linh là phải có phép lạ xảy ra. Cho nên chúng ta không phải chỉ cần 9 tông trái Thánh Linh mà chúng ta cần được đầy dẫy Thánh Linh để các phép lạ siêu nhiên xảy ra trong đời sống của chúng ta trong hội thánh. Sau khi mà tôi được bắt đem Thánh Linh trong cái thời kỳ đầu thì bắt đầu tôi kinh nghiệm nhiều điều diệu kỳ xảy đến. Lần đầu tiên tôi đi đuổi quỷ cho một người cùng với những người khác, là trong cái hôm đó là đang một cái buổi nhóm, cái thời kỳ đó còn khó khăn quý vị, năm 90 mấy mà làm gì có ghế này ngồi quý vị ấy, cái ghế nhựa còn không có để mà ngồi, ngồi đất để nhóm thờ phụ Chúa, và mọi người thờ phụ Chúa đều là quỳ hết, nhưng cũng không có như chúng ta ngồi ghế này đâu, lúc hát thì đứng và lúc cần thì tất cả mọi người cùng quỳ xuống trước Chúa. Và lúc đấy nè, chúng tôi đang ngồi thờ phượng thì có một anh này. Về sau này tôi biết anh ấy được một anh ở trong hội thánh mời đến, thì bạn của anh này ấy, tức là cái anh tín đồ này, cái người mà mời cái anh này đến ấy, thì anh trai của anh đấy tự tử ở cầu rào chết. Thì cái anh tự tử lại chơi thân với anh này, hay là bình thường thì anh này cứ đến cái nhà của anh kia, anh cứ cầm tờ lịch anh bóc, xong anh đi ra mộ với anh kia anh ngủ. Và tôi không hề biết cái chuyện đấy. Bình thường anh vẫn bình thường, vẫn tỉnh táo, vẫn tỉnh táo bình thường. Nhưng mà thỉnh thoảng anh có biểu hiện thế, rồi anh đứng ra cầu dài, anh cứ đơ đẫn anh nhìn như này. Về sau thì tôi mới được kể, tôi mới biết chuyện đó. Thì hôm đấy chúng tôi đang nhóm lại với nhau, đang thờ phượng Chúa, anh ấy xuống dưới đi vệ sinh. Anh đi vệ sinh lên, mắt anh đỏ ngầu. Và anh nói: à, đến từ thế giới bên kia, tôi đánh chết chúng mày.
Tôi lần đầu tiên trong đời tôi có biết đuổi quỷ là cái gì, tất cả chỉ là trong Kinh Thánh thì tôi đọc trong Kinh Thánh, tôi chưa bao giờ nghĩ đuổi quỷ, mà tôi trong trường hợp này tôi biết làm nào. Và anh ấy là người lành, rất là hiền lành lắm. Anh nói rất từ tốn nhẹ nhàng, lúc đấy ngồi lại khỏe. Rồi bố vợ anh ảnh, ba bốn người đàn ông gọi là còng chân đánh lại mới còng được. Cầu nguyện xong một lúc anh tỉnh táo, anh nói ôi em làm sao thế này. Đấy là lần đầu tiên tôi kinh nghiệm thế nào là người quỷ, sau khi tôi được bạn đem thánh linh. Trong cái thời kỳ đó, khi cầu nguyện cho mọi người đang ngồi ở dưới, tôi đứng, không có bàn ghế đâu, không có ghế đâu, ngồi. Cái bác này bác ở Vĩnh Bảo ra, tôi cầm tay bác ấy, vừa cầm tay bác ấy ngã cái bất tỉnh luôn. Tôi có làm phù phép gì không? Tôi chẳng làm phù phép gì. Sự sức lầu của Chúa tôi chảy, ngã làm ngã rất xỉu. Tất cả mọi việc có đến từ việc được đổ đầy được thánh linh. Và cái điều đó tiếp diễn ngày này đến ngày khác, càng ngày thì sức giàu của Chúa càng lớn hơn. Cho nên khi chúng ta được kinh nghiệm sự đổ đầy của Đức Thánh Linh thì sẽ có quyền phép của Chúa xảy ra. Trong sách Công Vụ đoạn 19 câu số 6, chúng ta hãy xem. Mọi người cùng nhau chúng đọc câu kinh thánh này, chúng ta cũng khởi sự. Đức Thánh Linh giáng xuống một cách âm thầm, có phải không? Đức Thánh Linh đến trong quyền phép cơ mà. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì sao? Nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, anh chị em ơi. Đó, thế nào là chúng ta hiểu thế nào về sự hoạt động của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh vận hành, luôn luôn có những điều siêu nhiên xảy ra. Cho chúng ta không những chỉ cần Đức Thánh Linh ở bên trong, mà chúng ta cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh nữa. Chúng ta có ngôn ngữ tiếng lạ, ma quỷ cũng nói ngôn ngữ tiếng lạ, vì nó là từ thiên đàng mà. Gốc gác của nó từ thiên đàng, nó là thiên sứ sang Nga, thì thiên sứ phải có ngôn ngữ để giao tiếp với Chúa và giao tiếp với nhau chứ. Nhưng mà chỉ khác là cái gì? Nó khác là khi chúng ta nói tiếng lạ thì ngôn ngữ của chúng ta là ngôn ngữ nói lời sự sống hoặc là lời đoán phạt trên địa ngục. Còn đâu khi nó nói tiếng lạ thì sao? Cũng là ngôn ngữ đấy, nhưng mà nó lại nói lời ngôn ngữ của sự rủa xả. Một câu chuyện được nghe rất lâu rồi, khi mà một đầy tớ Chúa người Mỹ thách đố với một ông phù thủy châu Phi. Phù thủy châu Phi thì tôi nghĩ là nó là phải là number one ở trên thế giới này. Phù thủy châu Phi nó làm việc, phải nói rằng nó nhận được cực kỳ nhiều sự sức giàu của Satan cho nó có nhiều quyền phép, thậm chí nó đi xuyên tường, đi siêu nhiên được, quý vị biết không? Thế ông thầy phù thủy này bắt đầu ngồi khoanh chân lại và mồm lẩm bẩm một cái ngôn ngữ gì đó, và bây giờ chúng ta hiểu đó là ngôn ngữ tiếng lạ. Và bắt đầu khi ông lẩm bẩm như thế thì bắt đầu ông được nâng lên khỏi đất, nâng lên khỏi mặt đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Bây giờ ông mục sư này làm nào bây giờ? Đấy, bây giờ tôi hỏi quý vị đi. Đấy, bây giờ một thầy phù thủy, bây giờ quý vị cứ nói Chúa Giêsu đấng cứu rỗi, đấng quyền năng, bây giờ nó chứng thực luôn Giêsu chả là cái gì trước mặt cho tất cả mọi người xem. Nó nâng hẳn mình lên khỏi mặt đất. Bây giờ ông giỏi, ông nâng mình lên khỏi mặt đất đi. Ông bảo Chúa có thật thì ông chứng minh cho chúng tôi biết là Chúa có thật đi. Còn đâu bây giờ nói, chỉ có nói suông thì người ta không tin. Quý vị biết sao? Ông mục sư này bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ, trầm ra từ Shekharabaku Shikilmori. Ông thầy phù thủy kia đang ở trên cao ngã cái đùng vào xuống đất.
Hallelujah. Đó là tiếng lạ đấy, đó là quyền phép đấy. Chúng ta gặp trường hợp đấy, chúng ta lạy Chúa xin cứu con. Lạy Chúa xin cứu con. Danh của Chúa phải được vinh hiển qua chúng ta, chứ không phải danh của Chúa tự được vinh hiển, anh chị em ơi. Khi chúng ta thể hiện quyền phép của Chúa thì danh của Chúa được vinh hiển qua công việc mà chúng ta thể hiện đó. Trong tiếng lạ là một con nữ cực kỳ là siêu nhiên. Hãy đam mê nói tiếng lạ, cầu nguyện tiếng lạ, nói thật nhiều vào quý vị, lúc nào cũng nói tiếng lạ. Kinh Thánh dùng từ tiếng lạ bởi vì nó còn đơn giản, nó không phải là tiếng quen. Nó không phải tiếng mẹ đẻ cho nên gọi nó là tiếng lạ, và không có một cái từ nào để nói một cách chung chung hết ngoài từ tiếng lạ, bởi vì có thể lúc tiếng này, lúc tiếng khác. Lúc thì tiếng nói tiếng con người, lúc thì nói tiếng thiên sứ. Có khi nói những âm thanh rất đơn giản thôi. 2-3 âm thanh. Chúng ta đừng coi thường khi chỉ nói 2-3 âm thanh, nghĩ rằng đấy không phải là tiếng của Chúa nhé. Có khi 2-3 âm đơn đấy, nhưng mà lại rất quyền năng đấy. Và khi chúng ta cứ tiếp tục nói những âm đơn đó thì chúng ta sẽ nói được nhiều hơn nữa, vì nhớ rằng ngôn ngữ nó là ngôn ngữ cơ mà. Bây giờ tôi nói về việc trật tự trong việc nói tiếng lạ. Sứ đồ Phaolô dạy như sau trong sách Côrintô thứ nhất là 14 câu 27 câu 28: ví bằng có người nói tiếng lạ thì chỉ nên 2 hoặc 3 người mà thôi, mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người đó phải làm thinh trước hội thánh, chỉ nói với mình và Đức Chúa Trời. Như vậy sứ đồ Phaolô đang phân biệt cho chúng ta hai điều. Thứ nhất là việc mình nói giữa mình với Chúa và việc mình nói trước hội thánh là hai việc khác nhau. Ví dụ như bây giờ tôi đứng trước hội thánh đây, tôi không nói tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt Nam, mà tôi nói tiếng Anh, hoặc là tôi nói tiếng Tàu, quý vị có hiểu không? Và tôi lại nói tiếng, tôi nói tiếng Anh, tiếng Tàu thì có vẻ quý vị không hiểu, một số người biết đi là hiểu, nhưng chỉ số ít thôi. Nhưng mà tôi lại nói tiếng lạ đó thì quý vị không thể nào mà hiểu được. Thế thì Phaolô nói, nếu như đứng trước hội thánh mà nói để cho mọi người nghe thì chỉ nên 2-3 người, với điều kiện là có một người có ơn thông giải để giải nghĩa những gì mà cái người đó đang nói. Còn đâu trong buổi đó ơn thông giải không được vận hành thì im lặng, tức là không đứng lên trước nói trước hội thánh, mà có nói thì chỉ cầu nguyện giữa mình với Chúa thôi. Như vậy thì đây là cái ngôn ngữ mà chúng ta dùng để trò chuyện với Chúa, nếu như nó nói về cái việc cầu nguyện. Còn đứng trước mặt mọi người ấy, thì lúc đấy sứ điệp tiếng lạ đã trở thành một sứ điệp tiên tri. Có lần tôi cầu nguyện cho một người. Khi tôi nắm tay tôi cầu nguyện thì tôi không biết gì cả, tôi chẳng nghe thấy Chúa nói gì cả. Là sao cầu nguyện không biết nghe đấy, Chúa nói thường khi mà tôi đã nắm tay một người tôi cầu nguyện ấy, là Chúa sẽ cho tôi biết cái điều gì đó về cái người kia. Thì tôi nắm tay tôi không thấy nói cái gì, tôi mới là mời một người bên cạnh, mời cầu nguyện tỉnh lạ cho tôi. Và khi cầu nguyện tỉnh lạ thì tôi thông giải cái ngôn ngữ đó, và cái ngôn ngữ thông giải đấy lại là một sứ điệp tiên tri cho cái người nghe kia. Cho nên là chúng ta đang ở trong thế giới siêu nhiên, anh chị em có biết không? Không phải là chỉ có mấy ông Linh Đồng hay là mấy ông phù phép ở châu Phi kia mới là trong thế giới siêu nhiên. Chúng ta đang ở trong thế giới siêu nhiên. Vì Chúa của chúng ta là đấng siêu nhiên mà. Chúa của chúng ta là đấng siêu nhiên mà, chúng ta phải hoạt động trong sự siêu nhiên của Chúa. Tiếng lạ cũng là siêu nhiên, mà thông giải cũng là siêu nhiên, công nguyện chữa lành cũng là siêu nhiên, đuổi quỷ cũng là siêu nhiên. Amen. Hallelujah. Côrintô thứ nhất đoạn 12 câu số 10.
Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều các thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Đấy là một cái bức tranh rất là tuyệt vời. Hãy về nhà đọc thêm Cô-rinh-tô. Khi hội thánh nhóm họp lại với nhau, ví dụ trong hội thánh này, thì trong khi chúng ta thờ phượng, trong khi chúng ta nhóm họp, đột nhiên thánh linh của Chúa giáng xuống trên người này. Người này cảm nhận trong tâm linh mình có một thông giải, một cái sứ điệp tiếng lạ cần phải khai phóng vào đầu người đó. Mời mọi người im lặng và sau đó nói lên, tất cả mọi người đều lắng nghe. 90% trong số đấy không hiểu cô này cô nói gì. Thánh linh của Chúa giúp cho một người khác ở trong hội thánh hiểu được cái ngôn ngữ và người đấy đứng lên thông giải cho tất cả mọi người nghe. Thì cái sứ điệp đấy là mang tính tiên tri. Nó khác là gì? Nói tiên tri bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng mà lần này là nói tiên tri bằng ngôn ngữ tiếng lạ. Thì đó có thể là ngôn ngữ tiên tri, đó có thể là lời khôn ngoan, lời trí thức mà Chúa vận hành qua. Và rồi một người khác lại cầu nguyện chữa lành cho người khác, một người nữa khác lại cầu nguyện đuổi quỷ. Như vậy là sự vận hành trong hội thánh luôn luôn là siêu nhiên trước mặt Chúa. Amen. Cô-rinh-tô thứ nhất là 14 câu số 13. Sứ đồ Phao-lô nói như sau: ai đã được nói tiếng lạ thì hãy cầu xin được ơn thông giải. Này nói, ai đã được nói tiếng lạ hãy cầu xin cho ơn thông giải. Ở đây quý vị ai đã được ơn thông giải? Kinh Thánh nói rằng hãy cầu xin. Cầu xin có được không ạ? Nếu mà không được thì Chúa bảo chúng ta cầu xin làm cái gì? Có phải không anh chị em? Chúa không bảo chúng ta cầu xin cho một điều mà Chúa không ban cho. Chúa bảo là ai được ơn thông, được nói tiếng lạ hãy cầu xin cho ơn thông giải, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể được ban cho. Amen, hallelujah. Hôm qua tôi chia sẻ với mọi người, tôi được bắt em thánh linh nói tiếng lạ năm 1997, nhưng tận năm 2015 tôi mới nhận được ơn thông giải. Và trong suốt thời gian đó tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ban cho con cái ơn đó, nhưng mà nó không nhận được. Cho tới khi một lần kia tôi vào trong một chương trình của Hội Tiên tri Thế giới, và trong đó thì có một số người có ân thông giải, và tôi ở trong môi trường đấy tôi chẳng để ý và tôi cũng chẳng cầu xin gì cả. Tôi cứ bình thường, tự nhiên về có người khác cầu nguyện, tôi hiểu được ngôn ngữ người ta đang cầu nguyện. Có những người cái ơn thông giải nó rất là mạnh mẽ, nếu là bất cứ một lúc nào người khác cầu nguyện người đó đều hiểu. Nhưng mà cũng có những người thì người đó chỉ hiểu trong lúc nào Chúa bày tỏ cho người đó mà thôi. Nên tôi ở trường hợp thứ hai. Có những khi cầu nguyện tôi chẳng hiểu cái gì, nhưng có những khi cầu nguyện thì tôi lại hiểu. Cái điều đó không phải đến từ tôi, đến đó là đến từ sự bày tỏ và sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Cho nên tất cả chúng ta đều có thể nhận được ơn tiếng lạ và nhận được ơn thông giải tiếng lạ. Một lần kia có một cô gái ở Quảng Bình đến Hải Phòng. Lần đầu tiên tôi gặp người này và lần đầu tiên người này gặp tôi. Sau gặp lần đầu tiên tôi cũng chẳng có ấn tượng gì hết, vì tôi thường gặp rất nhiều người và cầu nguyện rất nhiều người, và xong cái thì ít người mà tôi vẫn còn nhớ mặt nhớ tên. Đến năm ngoái thì tôi đi vào trong Quảng Bình thì lại gặp lại, tình cờ gặp lại người này. Người này kể rằng là lúc em ra Hải Phòng, mục sư hay ai đó cầu nguyện tiếng lạ, và khi cầu nguyện tiếng lạ thì mục sư thông giải sứ điệp tiếng lạ, và trong khi thông giải thì mục sư nói như này, đó là em có linh sự chết nó đang đeo đuổi và em phải cẩn thận không bị tai nạn. Quý vị biết không? Vậy đó nói rằng là đúng là trong cái thời gian đó em thường xuyên nghĩ đến việc tự tử. Làm sao tôi biết được? Thánh linh của Đức Chúa Trời đứng siêu nhiên đang ở trong mỗi chúng ta. Và người chồng của cái cô này xác nhận là cô ấy giận chồng lên,
là ra để cứu tôi. Quý vị đừng có nói nhỡ mồm nữa. Nói dọa mồm mình thì nói dọa, nhưng mà quỷ thì nó không coi là chuyện dọa đâu. Quỷ nó sẽ đeo bám, quỷ linh sự chết nó đeo luôn. Mình chỉ tưởng nói chơi đúng không ạ? Mình nói chơi gì? Mình dọa chồng dọa con đi. Vừa nói ra khỏi miệng quỷ nó theo luôn, vì nó cùng tần sóng với nó mà. Mình nói là tự tử muốn chết vào linh sự chết theo ngay lập tức. Thế này kỳ diệu lắm các chị em ạ. Khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ hiểu những điều siêu nhiên từ nơi Ngài. Amen, hallelujah. Cái khao khát này nhận lấy. Mà sư thầy bảo tôi cầu nguyện mãi mà không nhận được, không hiểu tại sao, hay là có quỷ gì trong tôi nó cản trở. Hallelujah. Chính Thánh không có giải thích cho chúng ta về cái chuyện đó. Mà thực tế là người có Chúa vẫn có quỷ ở bên trong, nhưng mà không phải quỷ nó muốn làm gì được nó làm đâu. Kinh nghiệm cầu nguyện cứ đuổi quỷ và giải cứu của tôi là phần lớn 99,9% là toàn cầu nguyện cho người theo đạo. Có những người theo đạo nhiều năm, có người theo đạo từ khi còn bé, có người theo đạo nhiều đời rồi. Quỷ đầy người, có những người rất khôn ngoan, mặt mũi rất là sáng sủa, học thức rất là tốt, tôi đặt tay cầu nguyện nó la hét đập bị nói bừa bãi. Và những người đấy thì không bao giờ nghĩ mình có quỷ. Nhưng mà khi cầu nguyện thì biết là có hay không có. Tà linh vẫn có thể sống trong con người chúng ta, cùng với thánh linh sống ở trong ta, nhưng nó không phải là nó có thể làm được mọi cái theo đạo ý nó muốn. Chúa, chúng ta không tập trung vào ma quỷ, anh chị em nhớ nhé. Khi mà chúng ta cứ sợ ma quỷ bên trong mình, cho nên mình không có nhận được thánh linh của Chúa, sợ ma quỷ cho ở trong mình nó cản trở làm cho mình không được vận hành ở trong con thứ thánh linh. Mình tập trung vào nó thì mình không vận hành được là đúng rồi. Nó ở trong mình phải không ạ? Mình nếu mà mình nhận biết nó ở trong mình thì mình đuổi nó ra, còn nếu mà mình cảm thấy không đuổi được, chưa đuổi được nó ra thì kệ nó. Mình tập trung vào Chúa và trong lời ngài nói là gì? Ai được nói tiếng lạ hãy cầu xin cho ơn, được ơn thông giải, chỉ đơn giản đi vào lời Chúa thôi. Làm sao mình cứ tin vào tiếng nói ở trong đầu của mình, rồi cứ tin vào tiếng nói, cái lý luận của cá nhân? Không, lời chúng ta cần phải tin là tin vào Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Mặc kệ tất cả những cái tiếng nói ở trong đầu của chúng ta, mặc kệ tất cả những lý luận của những người khác, tin vào lời của Chúa. Kinh Thánh nói là ai là người nhận được? Những người tin được. Mác đoạn 16 nói là vậy những kẻ tin sẽ nhận được dấu lạ này. Cho nên ai tin là người nhận được, không tin thì đừng mong nhận. Hallelujah. Khao khát và có lòng tin, có lòng tin mà khao khát. Ông Phaolô là hãy khao khát, hãy tìm kiếm các ân tứ thuộc linh. Cho nên chúng ta phải có lòng tin và có lòng khao khát chúng ta nhận được. Hallelujah. Quý biết cái lòng khao khát nó quan trọng lắm đấy. Lòng khao khát nó bao giờ nó cháy bỏng trong mỗi chúng ta thì nó sẽ kích hoạt những cái điều siêu nhiên từ nơi Chúa trong mỗi chúng ta. Nhiều năm trước mà tôi đã cầu nguyện, tôi đứng trước Chúa, tôi nói là trong danh của Chúa Giêsu tất cả những bí mật ở về khác còn đều biết hết. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa biết hết. Nhưng mà nhiều khi cầu nguyện Chúa cho tôi biết khá nhiều rồi. Nó khác gì quý vị đâu. Thế cũng là một con người, cũng là người tin Chúa như bình thường. Quý vị đâu có khi Chúa cho mình biết trong giấc ngủ. Mình đi ngủ, tự nhiên Chúa cho mình biết. Có khi mình đang nhắm mắt này tự nhiên, hoặc là đang mở mắt này Chúa cho mình biết. Bằng kia tôi cầu nguyện cho một người. Tôi cầu nguyện Chúa cho tôi biết cô này, cô 55 tuổi bị hiếp dâm. Cô bị mất một đứa con. Nên tôi chỉ biết thế, tôi có biết thêm gì khác đâu. Ông Kenneth Hagin ông kể lại câu chuyện. Ông tổ chức, ông đến một cái hội thánh. Không phải tín đồ của ông. Ông được mời đến hội thánh. Của nhóm đầu đêm đầu tiên,
Nhóm xong có một cô cứ đứng cô khóc, khóc như khóc như là có người chết trong nhà. Buổi nhóm thứ hai, cô ấy cũng khóc như thế, mọi người tan rồi cô đứng cũng khóc, ông này cũng ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Ông mới hỏi Chúa. Xong ông quay ra ông hỏi ông mục sư. Ông mục sư có biết tại sao cô này cô cứ khóc như thế không? Ông sư mà biết. Ông kia nói lên được. Giờ tôi nói cho ông thêm một điều tôi biết nhé. Khi cô này cô ấy 9 tuổi. À như này, tức là cô ấy không thể quan hệ tình dục với chồng được. Mỗi lần cứ quan hệ là bắt đầu cô hét lên. Năm cô ấy 9 tuổi, cô ấy nhìn thấy mẹ cô ấy ngủ với người đàn ông khác. Từ đấy trở đi cô bị ám ảnh, không dám quan hệ với chồng nữa. Và thế ông đã để ghi mới hỏi mục sư, thế ông có biết là nên nói điều gì với cô này không? Ông cái này nghe ông nói tiếp, tôi còn biết là nên nói điều phải nói điều gì với cô này, tức là Chúa bảo ông ấy rõ luôn là nói cái lời gì với cô này, quý vị không? Sau lần đấy họ có con với nhau, mọi cái trở lại bình thường. Bí mật đấy, đấy là bí mật của người khác đấy. Khi chúng ta biết được Chúa bày tỏ, chúng ta biết bí mật của người khác và chúng ta giúp cho họ để biết thể đó. Đó là khao khát, anh nghe này, phải khao khát. Phaolô nói rằng khao khát các ân tứ thiêng liêng từ nơi Chúa, đừng thờ ơ, đừng thờ ơ, anh chị em này, đừng thờ ơ. Có không được, không có không được, làm sao chúng ta nhận được? Cái tất sức khao khát, tìm kiếm khao khát. Nói cái thái độ của Chúa là, ôi Chúa cho họ được, không cho họ được, cuối cùng chết cũng lên thiên đàng. Có ân tứ cũng lên thiên đàng, không có ân tứ cũng lên thiên đàng, thì làm sao chúng ta nhận được? Thì đúng như vậy, thì có ân tứ hay không có ân tứ vẫn lên thiên đàng á mà. Có phải là không có ân tứ chúng ta xuống địa ngục đâu. Nhưng mà nói như vậy là chứng tỏ rằng mình không khao khát thôi. Lời Chúa nói rằng là phải khao khát thì mới nhận lãnh được. Có lòng tin và khao khát, và khao khát và có lòng tin, chúng ta sẽ nhận được ân tứ từ Chúa, đặc biệt là ân tứ nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ là hai điều mà tôi chia sẻ trong sáng. Amen. Chúng ta hãy đứng dậy cầu nguyện. Những người nào chưa được bắt tay với Linh xin giờ này. Còn ai nữa không ạ? Chưa được bắt tay với Linh. Rồi. Hallelujah. Những người nào chưa được bắt tay Linh đứng ra giữa đây. Hallelujah. Tất cả chúng ta cùng đứng dậy. Mời ban nhạc tiến lên. Ô khà ra ham mất sức kia lao khà ra. Ai chưa được cầu nguyện tiếng lạ đó? Ai chưa được cầu nguyện tiếng lạ? Đứng ra giữa đây. Tất cả mọi người sẽ cầu nguyện cho anh em, chị em chúng ta. Hallelujah. Ô khà ra ham mất sức kia lao khà ra. Hallelujah. Những người nào đã được ban tân linh được cầu nguyện lại, chúng ta hãy cầu nguyện lớn tiếng lên để xin sự tuôn đổ của Chúa đến trên những người này. Hallelujah. Shekinah Brahmahari. Thank you.
Người nào khao khát được ân tứ thông giải tiếng lạ hãy cầu nguyện để xin Chúa đổ đầy Thánh Linh Ngài để con nhận được ân tứ thông giải tiếng lạ. Alleluia shikin hamrohom she akaramara kalabara shakalabara halake akarama shakalabara kalina shikri abrama kurulule shikalabara kalabushe alabara mahalalama lalama shikri ola kalashakal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 
đổ xuống, thánh linh xin đổ xuống. O kalala shikela rahande, ala kalala la 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 kamala, amrahala la kala, ala kala mashikela, akala la kushika brahmake. Marakalu yashana brahande kala brahmane, akala mashikala brahmana kare kushi. Akara brahmoshe kala brahande kala la 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 kareya. Akara la la kashikala brahma, akara mashikala brahmoshe. Abra mahana kala la kala mashikere. Hãy mở miệng ra, hãy mở miệng ra để khai phóng ngôn ngữ như vậy. Koshakara mahareke. Hãy mở miệng ra, hãy lấy đức tin để nhận lãnh. Koshakara mahareke la shi. Rakala kala la 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 shakala. Akala la la shakala la 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 la
Thánh Linh ơi,
Tôi mời tất cả anh chị em chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, quỳ gối xuống trước Chúa. Chúng ta quỳ gối xuống trước sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa. Cầu nguyện cho sự sức giàu, cho sự sức giàu từ nay này. Ngài phân phát cho người được thông giải tiếng lạ, người thì nói tiên tri, người thì đuổi quỷ, người thì chữa bệnh. Chiến ơn Thứ Thánh Linh được khai phóng. Hallelujah. Và ai được nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa, tiến lên trên đây, tôi sẽ chuyển đi cầu nguyện để chúng ta khai phóng. Ai nhận được một lời khôn ngoan, lời tri thức, một lời tiên tri, hãy tiến lên đây khai phóng. Ai nhận được một được cảm thúc của Thánh Linh để khai phóng một sứ điệp tiếng lạ, hãy tiến lên nói và tôi sẽ thông giải. Hallelujah. Holy Spirit, come in this place. Holy Spirit, please come in this place. Holy Spirit, come in this place. As we come to worship you, Holy Spirit, Kaddish. Dòng sông sự sống đang tuôn chảy một cách mạnh mẽ từ trong nơi này sẽ văng ra cho đến sự sống đời đời. Dòng sông sự sống của Thánh Linh đang tuôn chảy mạnh mẽ. Holy Spirit, come in this place. Bless me through the worship of you. Hallelujah. Con lời của Chúa cho Sơn. Vì con lời của Đức Thánh Linh phán rằng đặt còn khiến con lớn mạnh hơn rất nhiều so với những gì con nghĩ về bản thân mình. Những lượng, những đánh giá và những suy đoán của con về tương lai của mình quá nhỏ nhoi so với những gì ta dành cho con. Hãy mở rộng tâm trí. Hãy mở rộng tâm trí để nhìn biết rằng điều ta có thể làm cho cuộc đời con lớn lao hơn những gì con nghĩ về mình. Hallelujah. Và Chúa nói ta đặt trước con một bảng chỉ đường để cho con đi. Khi nhận biết được sự chỉ dẫn của Chúa, hãy đi theo cái bàn chỉ đường đó thì con sẽ không bị lầm lạc. Holy Spirit, my best friend. My best friend, Holy Spirit.
Holy Spirit. Holy Spirit. Ai trong chúng ta nhận được sứ điệp tiên tri, lời tri thức và khôn ngoan, mạnh dạn tiến lên xem. Chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Chúa, đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Thánh Linh ngọt ngào xin hãy đến. Đức Thánh Linh ngọt ngào xin hãy đến. Đức Thánh Linh ngọt ngào xin hãy đến. Holy Spirit. Đức Thánh Linh người bạn thân nhất của con. My best friend. Holy Spirit. My Lạy Chúa nói là chiến thắng kẻ thù, chiến thắng xiềng xích bằng những lời công bố. Mở miệng ra, hãy mở miệng ra để nói những điều mình cần phải đạt được. Hãy mở miệng ra để cắt đứt những dây chói kéo mình quay trở lại, làm mình chậm tiến. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, chiến trận bằng môi miệng. Hãy mở miệng ra, hãy mở miệng ra. Ngài đang tuôn đổ linh của David xuống, đó là linh của sự thờ phượng. Khi linh của sự thờ phượng đầy dẫy trong mỗi chúng ta, sẽ phá vỡ đi mọi xiềng hung ác. Linh của sự thờ phượng đó sẽ cảm thúc mỗi chúng ta để rước hồng giao ước vào trong thành Jerusalem giống như vua David. Linh của sự thờ phượng đó được tuôn đổ sẽ bè gãy mọi xiềng xích của tà thuật sau lơ. Linh của sự thờ phượng đó sẽ khai phóng sự sống cho mỗi một chúng ta. Và lời Chúa nói rằng phải mở miệng ra để
cất giọng, cất tiếng hát để Thánh Linh của sự thờ phượng được vận hành qua môi miệng của chúng ta, từ đó sự sống mới được khai phóng. Nếu chúng ta ngậm miệng lại, nếu chúng ta ngậm miệng lại thì sự sống không thể được khai phóng. Phải mở miệng ra khai phóng, khai phóng những âm thanh từ thiên đàng, khai phóng những âm thanh được cảm thúc từ Thánh Linh của Chúa đến trong tâm linh của chúng ta. Hallelujah. Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit. And Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Ai được lời khôn ngoan, lời trí thức và nữa lời tiên tri, cứ mạnh dạn tiến lên đây, khai phóng. Hallelujah. Chúng ta có thể quay trở lại ghế nếu chúng ta muốn. Chúng ta vẫn cứ ở trong sự hiện diện của Chúa, âm nhạc vẫn cứ đánh nhẹ nhàng. Mày cô mơ, cô mơ đâu? Mời cô Vơ chia sẻ ngắn gọn về những gì đã diễn ra tối ngày hôm qua. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi xin chia sẻ tối hôm qua học trên Zoom của thầy. Cảm ơn Chúa là cô ra nghe thầy giảng cũng nói, nhưng mà lâu thì tôi còn ngủ, rồi tôi làm tôi nghe thì sau rồi lúc vẫn tai vẫn nghe, nhưng mà cũng có lúc tiếp đi ngủ. Cho đến lúc mà thầy ngủ là bây giờ cầu nguyện thì tôi gượng dậy, tôi cố gượng dậy một người thôi, tôi nằm ngoài rất là mệt rồi mà nó đau đầu, thế thì cầu nguyện cho cái cháu anh ấy, là ai mà có cái linh thì cầu nguyện theo, tôi cầu nguyện theo thầy nào cái trong danh của chúa thừa linh, cái quỷ ô uế, quỷ linh ô uế, quỷ ô uế, tôi cũng cầu nguyện theo thầy. Lúc quỳ với tôi khỏe luôn, khỏe rồi tôi lôn ra, quỳ cảm ơn Chúa, tôi lôn ra may của tôi vỡ được cái túi để trên phòng để khóa. Thế rồi một lần sau tôi lôn ra vào trong một người, tôi cảm ơn Chúa, tôi cảm tạ Chúa nhẹ người mà tôi nhẹ người khoan khoan hoài. Cảm ơn Chúa thật tuyệt vời như này. Chỉ qua Zoom thầy mà tôi này nhìn thầy cầu nguyện, tôi thấy thần linh của Chúa thầy tuôn đổ đầy tràn thiên thầy nên là tham gia một cái Zoom nhé. Tôi cũng khích lệ mọi người nên là hãy vào Zoom nghe thầy giảng, mình không có điều kiện giải cứu thì cũng cần cầu nguyện cho thầy, ta sẽ được giải cứu. Cảm ơn Chúa. Amen. Xin ban cho con Thánh Linh ngài, xin ban cho con thần của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh ngài, xin lời Chúa ơi con cầu xin ban cho con. Xin ban cho con Thánh Linh ngài, xin ban cho con thần của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh ngài. Xin cho lời Chúa ơi con cầu xin. Xin đo đầy Chúa ơi con cầu xin.
cùng nhắm mắt hướng lòng về Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện. Tiếng lại để anh chị em cùng lắng nghe. Ai được ơn thông giải thì giờ này chúng ta sẽ hiểu được những ngôn ngữ tôi đang nói. Hallelujah. Hallelujah. O karaham shiki helam rohom shere. Helam rohom vashik helahale. Akir dubush. Akurmo shakale kiruma arek. Ali kushkande ebe shikirik. Meklo kromo shakala e begishi. Eva kromo shakala e begrianda. Akro shakam brikindu kram halege. Makru shakan leke la pariani. Makru shakala leke le mo shakalia. La kromo shakala mranteka la kushklene. La kalam shakala la mo shaklia. Hallelujah. Ai hiểu được ngôn ngữ tôi vừa cầu nguyện? Thông giải không phải là thông dịch. Thông dịch là nó dịch từng từ, từng chữ một. Thông giải là hiểu ý và diễn đạt theo ý của mình. Đó là thông giải. Thông dịch thì phải từng từ, từng chữ. Nhưng chúng ta không phải là thông dịch tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Thông giải là hiểu trong tâm linh và diễn giải theo ý hiểu của mình trong cái tâm linh đó. Đến tên tiến lên trên đây. Chuẩn bị học và chuẩn bị vào đâu? Học đứng tại chỗ cũng được chuẩn bị vào đâu? Có hình ảnh là người này cúi mặt xuống và khi nghe thấy những cái lời nói phát ra đấy thì cái người này cúi mặt xuống và hai tay chạm miệng. Tại sao cái người kia lại nói như vậy và người đấy che miệng mình lại là ý là muốn mà cái người kia không được nói như thế nữa và cái người này có cầu nguyện để ăn năn thay vào những lời nói. Amen. Đấy là khải tượng cô nhìn thấy đúng không? Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin mời. Hallelujah, thank you Jesus. Khi mà thầy cầu nguyện tiếng lạ thì tâm tâm trí của bạn có thể nghĩ là thầy cầu nguyện với tất cả mọi người đều giải tâm đạt tín nghiệp và được ban ân tứ Đức Thánh Linh và ban bác thì cũng như thế đâu. Amen. Tại em nghe thấy là thần của Đức Giê-hô-va đang đổ trên tất cả mọi người. Hãy nhận lấy ân tứ của Chúa. Hãy nhân các bội phần nó lên. Hãy khai phóng nó ra bằng môi miệng, đừng chôn vùi nó. Hallelujah. Trong một thông điệp tiếng lạ rất dài, trong một thông điệp tiếng lạ đấy, nó có thể gồm nhiều các thông điệp nhỏ ở trong một thông điệp dài đó. Hallelujah. Và đây. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Khi mục sư cầu nguyện thế thì cô em bây giờ nhắc là mục sư cầu nguyện sự đổ đầy tất cả sự ban cho ngài, cho dân sự của ngài, để dân sự bước đi trong bóng tay của ngài, để tất cả thế lực tối tăm, tất cả mọi Satan ma quỷ đã không bao giờ được xâm phạm đến tất cả con cái của ngài, và để mọi người được bước đức tin can đảm mạnh hơn nữa để đi dưới năm quyền của Chúa. Hallelujah. Và đây là điều tôi thông giải. Điều tôi thông giải không giống nhưng mà là cùng nội dung với hai người kia vừa nói. Thứ điểm nó như sau. Đó là Chúa nói rằng
chúng ta cũng như chiếc lá cây. Một chiếc lá cây không tạo lên cây, nhưng chiếc lá đó còn ở trong cây thì nó còn nhận được sự sống của cây. Và cái lá đó cũng nhận, mỗi một cái lá nhận ánh sáng là đang nhận những cái ánh sáng đấy, sự sống đấy để nuôi dưỡng cho cây. Tôi xin nói lại nhé, mỗi chúng ta như một lá cây. Một lá cây không tạo nên cây. Khi lá được dính vào cây thì nhận được nhựa sống của cây. Lá được nuôi bởi cây nhưng cây cũng được nuôi bởi lá. Nếu chúng ta nghĩ mình chỉ là một lá nhỏ bé, không là gì cả, chúng ta đánh giá thấp bản thân. Cái đánh giá thấp đấy không phải sự khiêm nhường. Đánh giá thấp bản thân, đánh giá không đúng về bản thân, thì chúng ta đang bị ma quỷ lừa dối. Cho nên dù cho chúng ta có là nhỏ bé như thế nào trong mắt của mình, nhưng chúng ta gắn với hội thánh của Chúa, chúng ta được hội thánh của Chúa nuôi dưỡng và chúng ta cũng nuôi dưỡng hội thánh của mình giống như là cây. Hallelujah. Tuyệt vời. Hallelujah. There is power in the name of the Lord. There is glory in the name of the Lord. There is anointing in the presence of the Holy One. We sing to the Lord, sing to the Lord. Hallelujah. 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 Ai nhận được lời tiên tri, lời tri thức, lời khôn ngoan và sự mặc khải, mặc dạn khai phóng, mời mai đến lên trên đây. Hallelujah. Hallelujah. Đến đây là lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và khai phóng cái ngôn ngữ của Chúa cho mọi người. Thật ngọt ngào được ở trong sự hiện diện của Chúa. Thật ngọt ngào được ở trong sự hiện diện của Chúa. Cháu nhìn thấy một giọt nước rơi xuống và bốc hơi ngay lập tức. Sau đấy là một cánh chim bay về phía mặt trời. Cánh chim mà biết bay. Cầu nguyện cho thông giải. Cầu nguyện cho thông giải. Hallelujah.
Mặt trời mọc ở phương đông, và phương đông trong Kinh Thánh là đại diện cho những gì thuộc về Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Jesus. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự dâng hiến. Nhưng mà trước khi chúng ta dâng hiến, chúng ta dâng hiến trong Thánh Linh của Chúa. Amen. Dâng hiến trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi hoạt động trong buổi lễ của chúng ta đều ở trong sự hiện diện của Thánh Linh. Hallelujah. Hallelujah. Xin ban cho con Thánh Linh à. Xin ban cho con thần của Chúa. Xin ban cho con Thánh Linh ngài. Lạy Chúa ơi, con cầu xin. Xin ban cho con Thánh Linh ngài. Ban cho con thần của Chúa. Xin ban cho con. Xin đổ lạy Chúa ơi, con cầu xin. Xin đổ lạy Chúa ơi, con cầu xin. Chúng ta không những là cần Thánh Linh mà chúng ta cần được đổ đầy Thánh Linh của Chúa. Amen. Để tất cả dù chúng ta ở trong hội thánh hay ngoài hội thánh đều vận hành trong Thánh Linh. Còn nữa, giơ cao tay lên của Chúa. Điều này tuyệt vời nên là anh chị em giơ thật cao tay lên. Tôi sẽ cầu nguyện nhé. Một số người tay chị em, anh chị em sẽ thấy như gió và lửa ở trên tay này. Bây giờ nhé, đã sẵn sàng chưa? Ấy lửa Thánh Linh xin hãy đến trên tay. Ấy gió Thánh Linh xin hãy đến trên tay. Oh, hallelujah. Lửa Thánh Linh. Oh,
lửa Thánh Linh và gió Thánh Linh xin hãy đến trên tay. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hơn nữa, nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa, Chúa ơi, nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Oh. Nhiều hơn nữa. Lửa Thánh Linh, gió Thánh Linh. Hallelujah. Dầu Thánh Linh. Nhiều hơn nữa. Oh. Oh. Gió và lửa của Chúa đang chạy chân miệng của chúng ta. Đang chạy xuống chân. Ô shi ki a va shi he e ne he shu ku re a ne ke le e ve ke ri o ru ho ru ru ko re e ke le ha ne e shi đang chạy xuống bàn chân. O ku ru shi e ke le ha re a ku ru shi ke a le ha ke shi a ku ru shi he a ka ra de le he e ve shi he a ka ha ne Nege he lu shi, pe le he le gu ho re be, a le he shi. Hallelujah. Anh chị em nào vừa nhận được vừa rồi? Thế này, cho tôi được biết. Ai? Hallelujah. Tiến lên trên chia sẻ. Chuyển đi cả rô. Hallelujah. O ka ha le. Shi. O ka ha le. Cảm ơn Chúa là xưa cầu nguyện thì cô ấy nhận được một gió vào thẳng lòng bàn tay này, chỉ một bên bàn tay phải thôi. Hallelujah. Hallelujah. Ai nữa? Ai nữa cho biết giơ tay cao cho biết. Ai nữa? Thấy lửa, thấy gió của Thánh Linh này. Hallelujah. Chuyển đi cà rô. Hallelujah. Ôi xì kì hê là hăng bồ xì. Bê kì hê chì kì. Cô nhìn thấy cái màu vàng hiện ra giống như là cái màu vàng dành cái cửa kia mà. Nghĩa là cảm giác như là cứ đầy lên này. Cái xong tí lại mất, xong tí lần hai mà một chương lại nói là lại lửa và gió thì bắt đầu nó lại hiện lên như thế. Đây màu vàng là màu của thiên đàng, tượng trưng cho thiên đàng. Màu của cái màu vàng kia nó chỉ vàng như thế thôi. Amen. Lần sau nó lại cũng lên như thế. Cũng Hallelujah. Cố nhìn xem là đâu đây. Hallelujah. Ai thấy nữa? Ai thấy nữa? Oh, Hallelujah. 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 Đó là sự sức giàu của Chúa đi. Còn ai nữa không? Tiếp tục đứng ở trong sự hiện diện của Chúa. Đưa tay lên. Hallelujah. Akushe. Oh, Thánh Linh ơi, thêm hơn nữa. Lửa Linh, gió Thánh Linh, dầu Thánh Linh. Oh, xin đến. Oh, khi đi. Alehesh Aku Shekela Perushu. Oh, đến nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Oh, gió đang chạy. Gió đang cuốn quanh chân, đôi chân. Oh, Shekehe
akushe la ponrate liki amagahale makushake miki latu makalashi lakushaka makatushake lakrushaka brahande lakrushakala e lakale mushakere berkala lakala allahala 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 allahakashe allahalake allakalase akalala makalala mashikele allahala ala shake oh ho rashi like like la nách. Oh, gió của Chúa đang chảy đến phần nách. Ai có vấn đề về nách cũng được sự chữa lành. Cả số nách ushiki mahaleke mushiki madakati kushukova alala shukiro vashehe amananeke makala meki late na kane e shike makaluto makahasa kandehe makushuku alahala ashikere. Thank you Jesus, hallelujah. Oh Shehelahama, oh Horoki, hallelujah. Chúng ta bỏ tay xuống. Ai, ai vừa nhận được điều rồi, giơ tay lên. Oh Shehelahama, hallelujah. Cô thấy hai bàn tay cô có nặng, cô thấy có cái gì vẽ trên bàn tay của cô. Mặt cô thì nó có tăng ra, sau sức nó chuyển xuống, lên xuống, bây giờ vẫn đang phát sinh chân. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu vì sự hiện diện. Ai nữa giơ tay lên. Hallelujah. Thank you Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài khai phóng chín ân tứ thánh linh cho hội thánh của Ngài. Sự sức giàu của sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng, mục sư và giáo sư đến trên hậu thành của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa với sự hiện diện của Ngài trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng lành bạn. Dâng lên Chúa một tràng vỗ tay thật lớn để ca ngợi. Các con ơi hãy ra đi đúng thời điểm này. Các con hãy ra đi sao truyền danh của ta. Ta luôn ở cùng các con. Ta không bỏ các con đâu. Và các con có đi trong chúng không chết, ta cũng ở cùng các con. Hãy đi sao giảng danh của Ngài, để danh của Ngài sao đến tận cùng đất. Cảm ơn Chúa.